Xin chào mọi người đến với Song Thi Family Cuộc Sống Mỹ ở Florida. Hôm nay thì cả nhà mình đi coi show của Thuyền nha mọi người. Thì giá vô cổng thì khoảng 10 đô cho một người lớn và 8 đô cho một trẻ em. Bên trong thì rất là nhiều thuyền, đủ thứ màu hết, đủ thứ giá hết, nhiều lắm luôn. Bây giờ thì mình chỉ đi sơ qua dạo quanh một vòng nha. Cái tiểu bang của mình ở đa số là biển, do đó là mọi người đi triển lãm thuyền mỗi năm luôn. Bạn nhỏ lên rất là thích. Thuyền đây thì khoảng không có cái nào dưới 500 triệu hết. Cái này thì hình như là khoảng hai mươi mấy ngàn, 28, 29 ngàn á, tính thuế thế này tính kia nữa. Nhưng mà được một cái là nhìn ở trên thiết bị rất là hoành tráng luôn mọi người, thuyền rất là đẹp luôn. Nhiều màu lắm, màu đủ thứ màu, xanh đỏ tím vàng gì có hết luôn. Và cũng có một cái thuyền á, cái này là hình như là cũng phải nhiều người ngồi á, cái này chứ không phải là thuyền nhỏ nha, nó cũng không có lớn lắm nhưng mà nói chung là nhỏ. Cái này thì 28.900 đô, cái này hình như là chưa thuế á, mình phải đóng thuế đóng này đóng kia nữa, rồi mình phải có lấy bằng lái nữa, thì phải lấy cái bằng là lấy cái bằng lái của thuyền nữa. Bạn nhỏ thì đi lên, người ta cho mình lên tham quan thuyền á, ở trên nó còn có những gì á, và tham quan thuyền rất là nhìn hoành tráng luôn, đẹp lắm luôn mọi người. Nhìn 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 chỉ muốn nằm im trên đó luôn. Nói chung là nó không có lớn, mà cái này chứ cũng phải, chắc mình nghĩ là chắc cũng phải 10 người á, nhưng mà rồi thì có nhiều màu lắm luôn, nhiều màu, nhiều giá, nhiều hạng khác nhau. Giống như là cái hội chợ triển lãm này rất là lớn luôn nha. Có màu xanh, màu này màu kia, nói chung là nhiều màu sắc lắm, đa dạng màu sắc và đa dạng thể loại của thuyền luôn. Vô đây rất là thích, nhưng mà đi coi cho biết thôi chứ thực chất là mình không có mua, tại vì giá nó cũng chua chát lắm, do đó không có mua. Đi coi cho biết, cho hồi giờ cái này là lần đầu tiên mình đi coi triển lãm thuyền, hồi giờ thì đi triển lãm nhiều thứ nhưng mà cái này là lần đầu tiên mình đi coi triển lãm thuyền. Cái màu này đẹp nữa nè. Rồi thì người ta cho cứ có cái bậc thang đó, là người ta cứ cho mọi người lên tham quan, muốn lên đó bao lâu thì tùy. Nói chung là đẹp lắm. Thiết bị ở trên đó là cái này có ghế sẵn đó này, đó mọi người có thể nhìn thấy bạn nhỏ ngồi tập lái đó. Thiết bị thì có ghế có đầy đủ, rồi có thùng đựng đá, đựng đồ, nói chung là nhiều lắm. Rồi cái này là cái nhỏ đó mọi người, chứ còn mấy cái lớn kia là phía bên kia đó. Cái này có nhiều cái thì có mấy 4 người thôi, 4 ghế, mọi người nhìn nè, quá trời đông luôn. Nhưng mà cái này nó triển lãm mà mình thấy nhiều người á, nó mua luôn rồi, nó mua nó đặt cọc luôn rồi, do đó là đi nhiều chỗ đó. Còn cái này á, là cái xe để xe gốp, xe xe chơi gôn thì phải, rồi có cái mấy cái xe để kéo cái thuyền nữa, có nhiều cái xe bự lắm, thuyền này bự lắm mọi người, có cái xe để nó kéo nguyên cái thuyền này cũng hơi nặng á, do đó là có cái xe tải thiệt bự nè, mọi người nhìn thấy không, cái xe tải bự lắm. Rất là hoành tráng luôn. Nhưng mà mua thuyền thì phải mua thêm cái xe để mình kéo. Mọi người thấy cái thuyền nó lớn chưa? Lớn lắm luôn á. Lớn ơi là lớn, chắc cái này cũng phải nhiều người á mọi người. Cái này mình nếu mình đi lên coi thì mình phải xếp hàng thì phải, cái này bự quá thì phải xếp hàng, còn mấy cái trẻ nhỏ thì lên cứ chờ hết gia đình này khác. Mình có thể lên, còn cái này là lớn lắm luôn nha. Cái này là có bồn tắm, có bếp nấu ăn trong đó luôn. Mọi người nhìn trang thiết bị rất là hoành tráng luôn, nhìn rất là thích. Nhưng mà cái giá thuyền này cũng không có rẻ, hình như là 2.9 đô thì phải, 2.9, 2 chấm 2,9 triệu, 2,9 triệu đô cho cái thuyền này. Cái thuyền này nè mọi người nhìn rất là hoành tráng chưa, đẻ lắm luôn, có đầy đủ tiện nghi nha. Ở trong thì ở ngoài thì có cái bàn, rồi xung quanh là có ghế nè, có bàn lớn luôn á,
có cái bàn chắc không phải 10 người ngồi. Cái thuyền này rất là lớn luôn. Cái thuyền này thì mọi người phải chờ xếp hàng, hai một gia đình lên, xong rồi gia đình này xuống, nó bắt đầu tiếp tục có một gia đình khác lên nữa, chứ người ta không ở trên lo lên nhiều nhiều cùng một lúc. Mà mọi người khi lên là phải bỏ dép ra nha, không có để dép thì người ta không cho mình lên, mình phải bỏ dép ở dưới đó. Mọi người thấy đông chưa? Ở dưới này á, mọi người biết cái gì không? Cái này là cái bếp và cái toilet, nhìn thấy nó thích gì đâu luôn á. Cái toilet ở trong nha, cái toilet tắm đứng á, rồi có rửa mặt, bồn rửa mặt và cái bồn cầu nữa. Rồi còn cái này là cái bếp nè mọi người, cái bếp rồi có cái giường ở trong nữa kìa. Đó, trời ơi, nhìn cái tàu mà còn sang hơn cái nhà nữa. 2,9 triệu đô thì tính là bao nhiêu ta? Không biết á. Cái này lớn lắm luôn. Cái này không, nói chung là nó gọi là lớn lắm thì cũng không, nhưng mà điều của nó sang, nhìn nó sang lắm luôn á. Không gọi là sang trọng lắm luôn, mà cũng có người mua nha. Mình chắc là không bao giờ, cả cuộc đời không bao giờ mơ ước tới cái này, tại vì nhiều tiền quá. Còn cái này là phải có nguyên cái xe tải bự để kéo nó đi nữa. Rồi ở đây thì người ta bán cái dụng cụ câu cá, thuyền thì phải có câu cá, rồi nói chung là nước, rồi bán quần áo, rồi bán đủ thứ hết á. Nói chung là nhìn rất là dễ thương luôn, đẹp lắm luôn mọi người. Nói chung là thích, đi cho biết thôi. Nó bán nhiều nhiều dụng cụ lắm, nhờ nói chung là dụng cụ thể thao về biển là người ta bán hết, đẹp, thích. Đi chơi một chút, cái này cái máy gọi là cái máy gì vậy, cái máy quạt à? Đúng rồi, cái này mà cái máy quạt đó, ông đó không làm giật cả mình. Ở này cái chương trình dễ thương lắm mọi người nè, cho một bạn nhỏ mỗi người một cái áo, xong rồi tới đây tự có cái màu để tô nè, tô trong cái hình mình muốn nè. Và còn muốn cái màu để màu gì? À, muốn màu để màu gì? Bên kia chùa đẹp lắm nha, đó tự tô nha, tự tô xong rồi tự lấy cái áo này về luôn cho mọi người. Và bên đây thì có chó, hai con chó nhỏ, một con chó lớn nữa, mà không biết để làm gì nha. Thật sự là mình không biết để làm gì. Bạn nhỏ thấy rất là thích luôn, bạn nhỏ lại đụng chút xíu rồi đứng dậy thôi. À, còn cái này là xung quanh cái triển lãm nè, mình quay toàn bộ cảnh luôn cho mọi người. Nhìn rất là bự, bự lắm luôn, lớn lắm luôn, nhưng mà đa số thuyền này là người ta bán hết rồi. À, không hiểu là sao nhưng mà người ta bán, đa số là bán xong hết rồi. Tại vì mình thấy để bảng là bán hình như cũng phải 60-70% là bán hết những cái sản phẩm này luôn rồi đó. À, nhìn rất là đẹp luôn mà không có tiền mua, chỉ đi nhìn thôi. Tại vì giá nó hơi hơi chua chua chát chát, do đó là nhìn mà đẹp thiệt, thích thiệt, nhưng mà chỉ ngắm thôi nha mọi người. Thôi bây giờ thì mình dừng video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để có những video hấp dẫn tiếp theo.